châu Á vào những năm 90 là thời kỳ khắc họa rõ nét sự lỏng lẻo của luật pháp. Tệ nạn xảy ra khắp nơi, từ đó cũng tạo ra nền móng cho những tay giang hồ bắt đầu phát triển. Ở thời điểm đó, bí mật về lối sống của xã hội đen cùng với các lệ luật khắc nghiệt trong thế giới ngầm luôn là một đề tài thu hút sự quan tâm. Và chào mừng bạn đã trở lại với Phương Tích Game quay lại với series tóm tắt cốt truyện của những tựa game hay mà ít ai biết đến. Thì trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện trong Sleeping Dogs ra mắt vào năm 2012 và sau đó được làm lại vào năm 2014 được xem là GTA phiên bản da vàng Sleeping Dogs là trò chơi nhập vai thế giới mở kể về hành trình của thẩm vĩ từ một cảnh sát cho đến khi anh trở thành đại ca của băng đảng Tam Hoàng Tân Nghĩa An Giải thích một chút về bối cảnh của Hồng Kông trong trò chơi thì thành phố này đang bị sâu xé bởi hai thế lực tội phạm là Thập Bát Ca và Tân Nghĩa An Tân Nghĩa An ban đầu được lãnh đạo bởi Tam Hổ nhưng sau khi Tam Hổ bị bắt Phó Lão Bá thay thế vị trí và trở thành Long Đầu dưới chướng của phó lão bá là các lão đại gồm mặt rỗ quy sình chu cẩu nhãn lý đại tiếu giang mũi gãy và hai cầm và tuy là cùng một tổ chức nhưng bên trong những tay giang hồ này luôn tìm cách triệt hạ lẫn nhau và dù sleeping Dogs là một trò chơi đã ra mắt hơn 10 năm nhưng khi trải nghiệm lại trò chơi vẫn sẽ đem đến một lối gameplay thu hút khiến ta cảm giác như đang thật sự vào vai một võ hiệp phi lưu tại hồng kông Tiện đây giới thiệu đến report PC, dịch vụ cho thuê máy tính có hình khủng để chơi game thông qua hệ thống đám mây. Nếu máy tính của bạn không tha chí như tự game khủng một cách mượt mà, thì Reboot PC sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Máy chủ của report PC nằm tại Việt Nam, hạn chế tối đa độ trễ và giúp trải nghiệm game của bạn trở nên mượt mà hơn. Đồng thời, dịch vụ cũng đã cài đặt sẵn gần như mọi tựa game hot nhất mà bạn có thể nghĩ ra, giúp bạn không phải mất thời gian tải game. Đến với report PC để trải nghiệm ngay những tựa game mà bạn yêu thích với hiệu năng vượt bậc. Câu chuyện trong Sleeping Dog mở đầu tại một bến cảng. Tại đây, cảnh sát Hồng Kông đang theo dõi một cuộc giao dịch ma túy. Đối tượng chính là Thẩm Vĩ, một tay giang hồ đã bị cảnh sát theo dõi từ lâu. Khi đàm phán giữa hai bên gần hoàn tất, thì một bảo vệ xuất hiện. Tay tội phạm bên phía Thập Bát Ca bất ngờ dùng dao chém người bảo vệ để bịt đầu mối. Đúng lúc này, cảnh sát Hồng Kông ập đến. Vĩ cố gắng bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Ở trong tù, Vĩ bất ngờ gặp lại người bạn thời còn nhỏ, Jackie Bả, Tên này hiện đang là một giang hồ cấp thấp của băng lộ thủy, dưới quyền kiểm soát của đại ca Winston Chu. Jackie và Vĩ cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Trong cuộc nói chuyện, Vĩ đề nghị Jackie giới thiệu anh với Winston để Vĩ có cơ hội gia nhập băng lộ thủy. Sau đó, Vĩ bị thẩm vấn bởi hai thanh tra cấp cao. Một người Mỹ tên là Thomas Benrill và một thanh tra Hồng Kông tên Raymond. Cuộc thẩm vấn tiết lộ thẩm vĩ thực chất là cảnh sát chìm, được Benrill sắp xếp vào tù nhằm tạo cơ hội cho vị tiếp cận với Jackie Mã và từ đó trà trộn vào hàng ngũ của băng lộ thủy. Việc gia nhập băng đảng lộ thủy là một trong những bước đầu tiên, vì đây là một nhánh nhỏ của tổ chức Tần Nghi An, và nhiệm vụ chính của Vĩ là tìm đủ thông tin để tóm gọn tất cả bọn chúng. Thanh tra Raymond cảm thấy Vĩ không phù hợp nhiệm vụ này, vì anh ta có quá nhiều ân oán với các băng đảng trong thành phố, nhưng Penrill xác định Vĩ là người duy nhất có thể tiếp cận được Tần Nghi An. Và ngày sau, Vĩ gặp lại Jackie và được dẫn ra mắt với Winston Chu, đại ca băng lộ thủy, trụ sở chính tại Nhà hàng Cá Chép Vàng. ban đảng này tiếp quản một chợ đêm và Winston cũng là một trong những đầu lĩnh của tầng Nghĩa An. Winston có một đàn em thân cận tên là Conroy và tên này ngay từ đầu đã rất dễ chừng Vĩ. Nhiệm vụ đầu tiên mà Winston giao cho Vĩ là đi thu tiền bảo kê, giám sát các giao dịch trong chợ đêm và giàn mặt mấy tên du côn. Conroy sau đó thay vì dẫn Vĩ đến chỗ chợ đêm thì hắn lại gọi đàn em bao vây đánh Vĩ. Nghe thấy tiếng ồn ào, Winston bước ra và giải tán cả bọn một tên giang hồ khành khạng bước vào. Hắn chính là cậu nhãn. Hắn từng cặp kè với chị gái của Vĩ. Nhưng chính mối quan hệ đó đã khiến cô ta vướng vào ma túy và chết do sốc thuốc. Những lời chơi đùa từ cậu nhãn khiến Winston rất nóng mặt. Anh ta ra lệnh cho Jackie cùng Vĩ nhanh chóng đến chợ đêm để khẳng định địa bàn. Hôm sau, Vĩ nghe được câu chuyện của Winston. Anh ta đã nhờ Jackie đến lấy tiền bảo kê từ một tay buôn ma túy tên là Minh. Nhưng dạo gần đây tên này đã làm ăn với cậu nhãn và bắt đầu biểu hiện sự chống đối với Winston wilson giao cho vĩ đi đánh giằng mặt tên minh để nó không dám tỏ thái độ lội lõm vĩ đến chợ đêm tìm minh và tẩn cho hắn một trận ra trò nhưng hành động của anh đã bị cảnh sát phát hiện vĩ bị bắt về đồn dưới sự kiểm soát của nữ thanh tra đặng cô ta biết vĩ là người của tần nghĩa an và yêu cầu anh hợp tác với cảnh sát thanh tra benriel bất ngờ xuất hiện và tiết lộ cho thanh tra đặng thân phận thực sự của vĩ từ lúc đó vĩ và thanh tra đặng bắt đầu hợp tác với nhau trong các hoạt động điều tra sau này Vĩ trở lại nhà hàng của Winston, đại ca rất hài lòng về màn thể hiện của Vĩ ở chợ đêm và bắt đầu xe banh như đàn em thân cận. Winston quyết định từ giờ sẽ cho Vĩ nắm quyền một khu vực trong địa bàn, nhưng Winston vẫn âm thầm thử thách anh. Vì để kiểm soát khu vực này, Vĩ sẽ phải giành lấy nó từ bàn của cậu nhãn. Trong thời gian này, Vĩ hợp tác với thanh tra đặng, triệt phá các đường dây bu ma túy rải rác khắp nơi tại Hồng Kông. Quá trình điều tra và ghi lại bằng chứng của Vĩ diễn ra khá thuận lợi. Ngày hôm sau, Winston triệu tập Vĩ đến nhà hàng nói chuyện. Khi vừa đến nơi, Winston ra lệnh cho đàn em khống chế Vĩ. Do tình mình từng bị anh đấm mộn trước đó đã rỉ tai Winston rằng Vĩ chính là tay chồng của cảnh sát. Bởi vì vào đêm mình bị đấm, cảnh sát đã bắt Vĩ nhưng anh nhanh chóng được thả tự do. Chưa kể nhiều đường dây buôn ma túy của Tân Nghĩa An đã bị cảnh sát phát hiện và tất cả đều xảy ra không lâu sau khi Vĩ gia nhập băng lộ thủy. Trước tình huống này, Vĩ đã nhanh chí vạch trần tình Minh rằng hắn ta mới là thằng phản bội mình đã bán thông tin của băng lộ thủy cho các phe đối nghịch, chưa kể những đường dây buôn ma túy bị cảnh sát phát hiện, đều giúp mình chiếm được thế độc quyền trong giới buôn thuốc. Nghe tới đây, Winston không chút do dự lấy súng bắn thẳng vào đầu mình. Winston nói với Vĩ rằng lòng trung thành là thứ rất quan trọng trong giang hồ, và hậu quả của những kẻ bán rẻ anh em chính là cái chết. Vài ngày sau, Vĩ nhận được tin nhắn từ Tiffany, một tiếp viên tại hộp đêm Bam Bam, một khu giải trí nằm trong địa bàn của băng lộ thủy. Tiffany đưa cho anh một khẩu súng bị bỏ lại của Charlie ban một tay thuộc băng cẩu nhãn. Vĩ gọi điện cho thanh tra Raymond và hẹn gặp tại nhà kho dưới chân cầu để bàn bạc về khẩu súng. Ở đó, Vĩ bất ngờ khi Benriel có mặt tại điểm hẹn. Benriel yêu cầu Vĩ dừng lại hiện trường giả của một vụ giết người và sử dụng khẩu súng là bằng chứng để ép tội Charlie ban Sau đó, Vĩ nhận được tin nhắn từ thanh tra đặng rằng nhà hàng Cái chép vàng đang bị tấn công. Vĩ quay lại hộp đêm để gặp Winston anh ta đang tức điên vì bọn cậu nhãn đã trở nên quá manh động Winston muốn che đũa bằng việc cho người đến phá bến tàu của băng cậu nhãn được điều hành bởi một thằng tên là Thiếu Hoa nếu bến tàu bị phá hủy và Thiếu Hoa chết thì hoạt động kiếm tiền của cậu nhãn sẽ bị tê liệt nhưng vì có một kế hoạch thông minh hơn việc phá hủy bến tàu chắc chắn sẽ đánh động đến các lão đại của Tân Nghĩa An vì thế Vĩ khuyên Winston không nên giết Thiếu Hoa mà thay vào đó sau khi phá hủy bến tàu băng lô thủy sẽ thay thế cậu nhãn hợp tác với Thiếu Hoa để kiếm thêm nhiều tiền hơn cho Tần Nghĩa An. Winston nghe thấy kế hoạch tuyệt vời, liền lập tức đồng ý. Vĩ cùng tất cả anh em trong băng kéo đến bến tàu, đốt toàn bộ khu vực đó và bắt Thiếu Hoa về cho Winston. Sự kiện này không chỉ giúp cho Vĩ hoàn toàn chiếm được lòng tin của Winston, mà còn giúp anh nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các anh em trong băng lỗ thủy. Như đã dự đoán từ trước, bến tàu cháy đã đánh động đến người đứng đầu của Tần Nghĩa An. Winston nhận được cuộc gọi triệu tập từ Phó Lão Bá và cử Vĩ đi theo để hộ tống mình trên đường đi, Winston cử gắm lại gia đình và yêu cầu Vĩ hãy lãnh đạo băng lộ thủy nếu có sự việc không may diễn ra với anh ta. Và cũng từ đây, Vĩ nhận ra Winston là một người sống rất tình cảm và coi trọng tình anh em. Tại điểm gặp mặt, Phó là Bá rất thích thú với sự có mặt của Vĩ. Ông cho rằng Winston rất may mắn vì có một đàn em thông minh và tài giỏi. Mọi chuyện diễn ra khá ổn thỏa. Winston cũng không gặp nhiều vấn đề, nhưng anh ta cần Vĩ đi giúp Peggy, người vợ sắp cưới của Winston, để chuẩn bị cho đám cưới của cả hai sắp tổ chức vào tuần sau. Trên đường họ tống Becky, Vỹ biết được nhiều câu chuyện thú vị về Winston và băng lộ thủy. Tuy một mặt họ đều là những thành viên xã hội đen, nhưng mặt khác lại rất đời thường, coi trọng ân tình và cũng muốn được hạnh phúc. Một tuần sau, lễ cưới của Winston và Becky diễn ra. Những nhân vật chủ chốt của tầng Nghĩa An và ngay cả phó lão bá cũng có mặt trong ngày vui này. Khi Vĩ đang lấy rượu mừng, thì đột nhiên tiếng súng và tiếng la hét vang lên. Vĩ nhận ra đám cưới của Winston đã bị tấn công bởi một nhóm xã hội đen Vĩ nhanh chóng đến chỗ Winston và Becky Nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá trễ Winston đang ngồi gục dưới sàn tay ôm um lấy Becky Nhưng chỉ một lúc sau cả hai đều đã tắt thở do mất quá nhiều máu Phó lão bá cũng bị thương trong cuộc tấn công nhưng may mắn đã được Vĩ giải cứu và đưa đến bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch Sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng tối hôm đó Vĩ có hẹn gặp Raymond để báo cáo Vĩ vô cùng bức xúc vì vụ xả súng tại lễ cưới của Winston. Nhưng Raymond lại cho rằng đây là kết cục thỏa đáng cho những tên tội phạm. Hơn thế nữa, giờ đây Raymond cho rằng tinh thần của Vĩ đang mất ổn định. Những hoạt động với bọn tội phạm đã dần khiến cho anh trở thành một trong số chúng. Vĩ quay lại hộp đêm để bàn bạc với anh em. Jackie và Conroy nghi ngờ vụ tấn công vào lễ cưới là hành động của băng đảng thập PACA ca vì chỉ có chúng mới dám tấn công vào một sự kiện có sự tham gia của các lão đại thuộc tân Nghĩa An dân vĩ lại có cái nhìn khác những tay súng tại lễ cưới khả năng cao là cố tình ăn mặc cho giống tập bát ca đến lạc hướng cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì một tay lạ mặt xuất hiện hắn là người của lý đại tiếu do Winston đã chết nên lý đại tiếu muốn băng lộ thủy phải phục tùng ông ta vĩ nghe thấy thì lập tức từ chối và đe dọa sẽ giết bất cứ ai dưới trước của lý đại tiếu dám gây rối tại địa bàn của băng lộ thủy lời đe dọa của vĩ đã làm nóng mặt lý đại tiếu đàn em của hắn bắt đầu tấn công liên tục vào địa bàn của vĩ cuộc tấn công của Lý Đại Tiếu dẫn vĩ gặp được Giang Mũi Gãy, một nữ lão đại của Tân Nghi An. Giang Tỷ đã biết trước mọi thứ, rằng khi Phó Lão Bá đang nằm viện, Lý Đại Tiếu sẽ thừa cơ chiếm quyền điều hành Hồng Kông. Giang Tỷ đề nghị vĩ trợ giúp để ngăn sự bành trướng của Lý Đại Tiếu, đồng thời cũng chuẩn bị cho cuộc chiến với tập Bác Ca nếu Phó Lão Bá không thể qua khỏi. Vĩ đồng ý lời đề nghị của Giang Tỷ, vì anh biết rằng trước khi tìm ra ai là kẻ đứng sau vụ xả súng tại lễ cưới, thì băng lộ thủy cần sự giúp đỡ từ đồng minh. Vĩ quay lại nhà hàng cá Dép vàng. Anh nhìn thấy bà Chu, mẹ của Winston. Bà rất đau lòng và bàng hoàng khi chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã mất đi hai người con. Vỹ biết rằng anh không thể làm gì để bù đắp sự mất mát, nhưng anh hứa sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công ở lễ cưới. Vĩ tìm thông tin của Johnny mặc chuột, một kẻ mà anh đã nhận ra mặt trong lễ cưới của Winston. Vĩ đưa Johnny về nhà hàng, nơi bà Chu dùng dao phay bắt hắn khai ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Sau khi tra tấn Johnny, bà Chu đã biết được vụ xả súng tại lễ cưới của Winston là do cậu nhãn lên kế hoạch. Vĩ đến địa bàn của cậu nhãn và săn lùng hắn. Sau khi đánh bại cậu nhãn, Vĩ đưa hắn về cho bà Chu xử lý. Và đó là lần cuối Vĩ nhìn thấy hắn. Không lâu sau, tại bệnh viện, Phó Lão Bá đã tỉnh lại. Ông quyết định tập hợp những lao đại để chọn ra người sẽ lãnh đạo tạm thời Tần Nghi An trong lúc ông nằm viện. Phó Lão Bá biết ơn Vĩ đã cứu ông và hy vọng mâu thuẫn giữa anh và Lý Đại Tiếu sẽ kết thúc vì họ cần tập trung chống lại tập Bát Ca. Phó Lão Bá quyết định vị sẽ được gia nhập Tân Nghĩa An, không chỉ là thành viên chính thức, mà còn giữ tư cách là một lão đại. Nhưng trước đó, vị sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đi giết một tay buôn ma túy thuộc băng thập Bát Ca. Sau đó, Phó Lão Bá đã gia trọng trách cho lão đại Hai Cầm, tạm thời quản lý Tân Nghĩa An. Vĩ cùng với Chắc Kỳ đi tìm tay buôn ma túy. Họ gặp nhiều khó khăn vì tên này võ nghệ cũng rất thâm hậu. Ngay khi hắn vừa kịp cầm súng lên thì Chắc Kỳ đã bắn gục hắn và do chắc kỳ lần đầu giết người nên đã vô cùng hoang mang. Sau khi giết tên Bù Ma Túy, cả hai đến buổi kết nạp. Vĩ và chắc kỳ cùng nhau nghe về những điều lệ của ban hội, về những ơn nghĩa của tình anh em và sự thống khổ sẽ phải chịu đựng nếu phản bội. Tối hôm đó, thanh tra Raymond hẹn gặp Vĩ. Raymond và Penril đều rất ấn tượng với lượng thông tin khổng lồ mà Vĩ đã cung cấp cho cảnh sát. Raymond yêu cầu Vĩ chuyển hướng điều tra sang mục tiêu mới là Sony Võ, một tay Marco quản lý mảng băng địa lậu Cảnh sát Hồng Kông nghi ngờ hắn có liên quan đến những vụ buôn người, sở hữu dòng tiền khổng lồ để hỗ trợ kinh tế cho các hoạt động của tầng Nghi An. Đồng thời Raymond muốn vĩ tạo một phi vụ để phía cảnh sát có thể bắt giữ Jackie Mã. Cảnh sát Hồng Kông nhận định Jackie là đối tượng tốt để khai thác thông tin. Lúc này vĩ nghe thấy liền từ chối vì anh không muốn phản bội là người bạn thân Jackie. Raymond cảnh báo vĩ rằng anh là một cảnh sát và nếu chống lại chỉ thị trực tiếp từ cấp trên, vĩ sẽ bị xem là ngoài vòng pháp luật. Hôm sau, Jackie liên lạc với Vĩ và cùng nhau thực hiện một vụ cướp hàng từ tụi Thập Bát Ca. Phi vụ thành công chót lọt, nhưng không may rằng họ đã bị theo dõi. Điều đó khiến Jackie bị cảnh sát bắt khi đang trên đường về nhà. Trước kiến cảnh bạn mình bị bắt mà không làm được gì, Vĩ lại bất ngờ khi nhận được thông báo rằng bọn Thập Bát Ca đã tấn công bệnh viện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của Phó Lão Bá. Vĩ đột kích vào phòng bệnh của Phó Lão Bá và nhận ra chỉ còn đúng một cận vệ duy nhất còn sống, tên là Ricky. Họ nhận thấy điều kỳ lạ là từ lúc nhận được tin đến giờ, vẫn không có thành viên nào trong tầng Nghĩa An đến ứng cứu. Vĩ cùng Ricky cùng nhau bảo vệ phó lão bá khỏi bọn thập bát ca, cho đến khi cảnh sát đến phòng tỏa khu vực. Sau sự kiện tại bệnh viện, Vĩ thông qua Ricky đã tạo dựng được mối quan hệ với Sony Võ, và từ đó cũng quen biết đến nữ diễn viên Vivian, một cô đào hái ra tiền trong đường dây giải trí của Sony. Sony sợ Vivian sẽ làm phản, nên đã yêu cầu Vĩ gắn máy quay lén vào phòng ngủ của cô ta để Sony có thể dùng nó ép phải phục tùng hắn. Trong lúc lẻn vào căn hộ của Vivian, Vĩ cũng phát hiện cô diễn viên này đang có mối quan hệ tình cảm với Ricky. Vài ngày sau, Vĩ có cơ hội gặp lại Giang Tỷ. Bà ta thông báo cho Vĩ rằng phó lão bá đã mất trong bệnh viện. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến vị thế của Tần Nghĩa An. Giang Tỷ còn nhận được nguồn tin rằng lão đại Hai Cầm đang muốn cầm luôn chức lòng đầu. Nhưng Hai Cầm là một tên nghiện cờ bạc và ma túy nên việc hắn ở vị trí lòng đầu không khác gì một món mồi ngon cho những băng đạn đối nghịch. Giang tỷ bàn với vĩ thực hiện một kế hoạch nhằm đánh đòn tâm lý với hai cầm, để hắn tự nguyện bỏ chức lòng đầu. Biết hai cầm là một tên bị ám ảnh bởi phong thủy, vĩ đã đột nhập vào nhà của hắn và đập phá mọi thứ. Hai cầm sau khi từ sòng bạc về nhà, nhìn thấy mọi thứ bị đảo lộn khiến hắn hoảng loạn. Ngày hôm sau, Benriel hẹn vĩ để bàn công việc. Vĩ chất vấn ông ta vì đã bắt Jackie, trong khi Jackie chẳng có tầm ảnh hưởng gì trong tổ chức. Ben Reel đã dùng chất kỳ để đề nghị với vĩ tìm cho ông ta đoạn ghi hình mà Sonny yêu cầu anh quay lén Vivian trước đó vĩ chức sức đoạn ghi hình và giao nó cho Ben Real ông ta đã thả chất kỳ đồng thời khuyên vĩ nên rút khỏi tân nghĩa an vì Long đầu đã chết trong khi Sonny võ thì sẽ sớm bị bắt giữ với sự tan rã nghiêm trọng tân nghĩa an sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ nhưng vĩ biết rõ rằng khi lý đại tiểu lên nắm quyền tân nghĩa an thì tổ chức tội phạm này sẽ còn tại hơn rất nhiều Vị đến đồn cảnh sát để đón Jackie. Sau đó cả hai cùng đến dự tang lễ của pho Lao Bá. Tại Nghĩa Trang, khi mọi người đang làm lễ, thì nhận ra bọn thập Bát ca cũng lãng vãng gần đây. Đội cảnh sát dẫn đầu bởi Ben Rieu cũng có mặt, nhưng họ chỉ đến để bắt Sonny Võ. Thực chất, Ben Rieu muốn tạo cơ hội cho băng thập Bát ca thanh chừng hết các lão đại của tầng Nghĩa An. Cảnh sát vừa rời đi, thì băng thập Bát ca lao đến tấn công vào Nghĩa Trang. Mọi thành viên trong tầng Nghĩa An lúc này phải tự cầm súng lên để giữ mạng khi cuộc tấn công kết thúc, các lão đại của Tân Nghĩa An yêu cầu phải đề ra một long đầu mới để lãnh đạo ban hội. Cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra khi Lý Đại Tiếu muốn lên nắm quyền, nhưng đã bị vĩ cùng gian tỷ phản đối, phẫn nộ vì bị chống đối. Lý Đại Tiếu bỏ đi, nhưng cũng không quên gửi lời đe dọa cho tất cả những người khác. Cuộc đại chiến của Tân Nghĩa An bắt đầu. Người của Lý Đại Tiếu bao vây địa bàn của băng lộ thủy. Tiếng súng, còi cảnh sát và tiếng la hét vang lên khắp nơi. Và trong suốt một đêm, Hồng Kông chìm trong một khói đạn của những vụ xả súng. Cũng ngay đêm hôm đó, Vĩ cùng đàn em đến gặp Ricky và Vivian. Vĩ đàm phán với Ricky, yêu cầu cả hai bỏ trốn khỏi Hồng Kông, đồng thời làm chứng chống lại Sonny Võ nhằm kéo dài án tù của hắn. Vĩ sau đó cũng thông báo cho Conroy và các anh em trong băng lộ thủy tạm lánh khỏi Hồng Kông một thời gian, trong khi anh sẽ tự tay giải quyết Lý Đại Tiếu. Những ngày sau đó, thanh tra Raymond tìm gặp Vĩ và cảnh báo anh nên rời khỏi vụ này. Nếu không, thanh tra Ben Rio sẽ đưa Vĩ vào diện truy nã, kể cả khi anh là cảnh sát chim. Trong lúc cả hai đang tranh luận, thì Jackie gọi đến. Nhưng người ở đầu dây bên kia không phải Jackie, mà là bọn thập bác ca. Chúng ép Vĩ phải một mình đến điểm hẹn, nếu không, tính mạng của Jackie sẽ gặp nguy hiểm. Đến nơi, Vĩ nhận ra đây chỉ là một cái bẫy phục kích. Vĩ một mình đánh gục bọn thập bác ca và bắt một tên khai ra thông tin nơi Jackie bị giam giữ. Bọn chúng định chôn sống Jackie trên một hòn đảo hoang, nhưng may mắn là Vĩ đã đến kịp lúc. Sau khi được cứu, Jackie rơi vào hỗn loạn, quá nhiều sự việc xảy ra với anh ta dạo gần đây. Jackie không nói một lời nào và bỏ đi ngay sau đó. Sáng hôm sau, Jackie nhắn tin hàng Vỹ, nhưng khi đến nơi, anh nhận ra Jackie đã bị moi ruột. Trong lúc cố gắng đưa xác của Jackie xuống, thì Vỹ bị đánh gục từ phía sau. Tính dậy, trước mặt anh là một người phán xử của Tần Nghi An. Hắn có nhiệm vụ giết Vỹ do Penril đã tiết lộ thân phận cảnh sát chìm của anh. Người phán xử bắt đầu tra tấn Vỹ cho đến khi anh bất tỉnh vì đau đớn. Vĩ tìm được cách cởi trói, anh đánh gục những tên đàn em và giết chết người phán xử bằng chính cây ma tấu của hắn. Vĩ vô cùng tức giận vì tất cả những người anh quan tâm đều bị sát hại. Không một chút do dự, Vĩ đến thẳng địa bàn của Lý Đại Tiếu và một mình hạ toàn bộ dàn bảo kê của hắn. Cuối cùng, Lý Đại Tiếu cũng bị Vĩ đánh chết trong một cuộc đấu tay đôi. Khi mọi chuyện dần lắng xuống, một tập tài liệu được gửi đến nhà Vĩ. Đây là bằng chứng mà Giang Tỷ đã cung cấp nhằm buộc tội Benriu Đoạn ghi hình cho thấy chính Ben Rieu đã ra tay giết phó lão bá trên giường bệnh. Điều này cũng tiết lộ một sự thật rằng ngày xưa phó lão bá đã tạo điều kiện cho Ben Rieu bắt tam hổ, nhờ đó mà Ben Rio lấy được vị trí cao trong sở cảnh sát Hồng Kông để dễ dàng thực hiện những hành vi xấu xa. Ben Rio sau đó đã bị bắt giữ. Ông ta nói rằng tất cả những gì ông ta làm là vì muốn những băng đảng tội phạm biến mất khỏi Hồng Kông, nhưng chỉ vì để đạt được mục đích, ông ta đã bất chấp tính mạng của những người vô tội, vậy gặp lại thanh tra đặng anh gửi lời cảm ơn nữ thanh tra vì đã giúp đỡ rất nhiều trong hành trình tìm hiểu về Tân Nghĩa An. Vụ án tuy đã khép lại, nhưng Vĩ vẫn còn nhiều điều cần làm tại Hồng Kông. Từ phía xa, Giang Tỷ đã quan sát thấy cuộc nói chuyện của Vĩ với thanh tra đặng. Nhưng do Vĩ đã tố cáo Ben và điều đó đã thể hiện anh là một người chung nghĩa với Tân Nghĩ An, Giang Tỷ quyết định tha mạng cho Vĩ, và những ân oán của anh với Tân Nghĩa An cũng xem như xóa bỏ. Vĩ quyết định anh sẽ quay lại với cục việc cảnh sát nhưng những ám ảnh của lối sông giang hồ sẽ mãi bám theo anh đến suốt cuộc đời. Và đó là tóm tắt toàn bộ cốt truyện của tựa game Sleeping Dog. Bạn thấy câu chuyện như thế nào? Để lại comment bên dưới nha. Đừng quên bấm like, share, theo dõi phân tích game, Bruno và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.